tràn ngập bao tiếng ca. Xuân năm nay đã đến rồi em ơi, xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua, xuân niềm vui về khắp bên mọi nhà. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hello cả nhà, anh thì xin kính chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với channel Bơm Family IU, gia đình Bơm ở Úc. Cả nhà ơi, anh thì có làm hai cái cây này để chúc Tết nè cả nhà. Cả nhà nhìn thấy đẹp không? Đây. Nhìn đây. Đẹp không? Bây giờ anh thì sẽ làm thêm hai cây nữa nha. Mình sẽ làm cho mọi người xem mình làm như thế nào nha. Nếu mà làm hai cái cây đó đó cả nhà, thì mình sẽ cần những dụng cụ như sau. Mình cần một cái tray giống như vậy ha, và một hộp máy, thêm mấy cái nếu như mà mọi người biết viết chữ thì mọi người lấy tờ giấy đỏ nè, xong rồi viết chữ cũng được nữa. Còn cái này thì anh này mua mấy cái miếng này, năm nay mấy miếng này làm đẹp lắm, bằng vải nhung nên mình thấy cũng đẹp nữa. Rồi mình cần thêm những tờ giấy thủ công, màu chủ yếu mình làm hôm nay là màu đỏ với màu vàng ha. Và mình cần thêm hai cái này nữa, băng keo hai mặt, keo nến, và thêm hai cành khô để mình gắn mai lên. Rồi dụng cụ của mình chỉ có bao nhiêu đây thôi. Bây giờ trước tiên á thì mình sẽ dùng mấy cái giấy A4 này mình xếp thành cái quạt nha cả nhà. Thì cái bề rộng của nó khoảng chừng 1 mét thôi, 1 cm thôi cả nhà. Mình canh khoảng chừng 1 cm thôi. Quạt thì mọi người ai cũng biết làm rồi ha. Đó, mình chỉ cần trước tiên thì mình sẽ xếp những cái giấy này. Mình dán nó lại. Nếu như mà mình dán không đều quá thì mình cắt nó đi nha cả nhà. Mình cũng không biết tại sao mà lần nào xếp cái quạt mình cũng không dán đều được hết. Mình dùng keo hai mặt để mình dán nó lại nha. Miễn ta luôn yên bình thôi, nhưng tâm dần mình trái tim nguyên vẹn tình.
Xong một cánh quạt rồi cả nhà. Đó thì mình cứ xếp như vậy được mấy cái. Ok. Rồi còn cái này thì mình sẽ cắt ra làm đôi nó ra. Rồi cảnh xếp. Tại vì mình muốn cho kích thước nó khác nhau một chút á. Mình sẽ tiếp tục làm những cái quạt này ha. Mình cần là tổng cộng là 6 cái quạt màu đỏ và 3 cái quạt màu vàng nha cả nhà. Mình làm xong hết rồi thì mình sẽ bắt đầu làm gắn nó vô cái khay nha. Và bây giờ là mình bắt đầu sẽ gắn vào khay. Trước tiên thì mình sẽ dán hai cái miếng giấy đỏ này trước nha. Mình sẽ dán nó qua một bên. Sau khi mà dán hai cái lá đỏ, giấy đỏ nó xong á, thì mình sẽ ướp mấy cái quạt vô trước theo đúng thứ tự của nó. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng keo nến mà mình dán nó lại. À quên nữa, mình cũng cần thêm mấy cái bao lì xì nữa nha cả nhà. Bên cái khay này thì mình cần 3 cái bao lì xì nhỏ xếp thành một cánh quạt. Còn bên khay kia thì mình cần một cái bao lì xì lớn ha. Sau khi mà mình dán những cánh quạt xong rồi á, thì bây giờ mình sẽ dán hai cái cành cây này vô ha, để cho nó nằm chết xuống luôn. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu trang trí bằng hoa mai.
Thật ra nếu mà mình làm á thì mình làm từng cây thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà mình lại muốn làm cùng một lúc hai cây, tại vì mình muốn chia đều cái hộp mai ra đó. Mình không có muốn là một bên thì nhiều mai quá, một bên thì ít mai quá. Tại vì mình dùng keo nến cho nên mình sẽ dán cho nó dính vô luôn. Cho nên mình muốn làm cùng một lúc như vậy thì mình có thể chia đều mai ra. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu gắn mai vào cành cây nha cả nhà. Khi mà mình gắn mai á, mình ráng mà mình chia đều những cái chỗ cái bông mai nào nhiều lên đều hết nguyên cái cành cây luôn nha, thì nhìn cái cây nó sẽ đều và đẹp hơn. Và mình cũng chêm thêm lá vô nữa, chứ nếu mà mai không thì cũng không có đẹp đâu. Ở Úc nơi mình ở đó thì nó cũng chưa có mai thật đâu. Mình chỉ có thấy là mai tứ quý thôi. Nhưng mà nếu mà muốn mà nở vào đúng vào dịp Tết thì cũng hơi khó. Nhưng mà cách đây một năm rồi á, thì mình có thấy một số người họ kêu là họ bán mai gốc của Việt Nam luôn. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà họ trồng được á thì họ cũng canh để có rất là kỹ để có mai vào dịp Tết này đó cả nhà. Cái giai đoạn mà gắn mai lên mấy cái cành cây này nè là cái giai đoạn mà mình thấy khó nhất. Vì tại vì mình dùng keo nến mình gắn nó, cho nên khi mà mình để lên á nó cũng chưa có dính liền. Mình phải giữ làm sao cho nó đúng vị trí để nó dính. Nhiều khi mà mình lỡ tay mà mình động vô rồi nó giống như là bị phỏng vậy đó. Cho nên cả nhà nhớ cẩn thận khi dùng keo nến này nha. Năm nay á, cái mai trong cái hộp này nè, nó không có được đẹp như mấy năm trước mình mua, nhìn nó sơ sài lắm. Cho nên mình cũng ráng là mình chêm vô cho nó thật là nhiều, để nhìn cho nó thật là nhiều mai, cho nó đẹp á. Nhà mình thì năm nào cũng là một chậu mai để ở trong nhà để cho nó có không khí Tết. Là năm nào mình cũng ra cái cây cam của mình á, mình cưa một nhánh xong rồi là mình sẽ đem vào nhà mình gắn mai lên, nhìn cũng đẹp lắm đó cả nhà. Hầu như cũng đã xong rồi đó, nhưng mà tại vì mình thấy còn dư nụ cho nên mình cứ gắn thêm quá trời luôn à. Cứ mình thấy cái chỗ nào mà nó hơi chóng chóng là mình lại gắn thêm nụ vô nữa. Lô cả nhà, như vậy là mình đã xong hết hai cây cái để trang trí cho ngày Tết của mình rồi nè. Cả nhà thấy đẹp không?
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video trang trí cho ngày Tết của mình nha. Nếu như cả nhà thấy thích video của mình thì hãy bấm nút like. Còn ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh Burn Family AU để đón nhận những video mới hơn nha. Bye bye, Happy New Year, chúc mừng năm mới cả nhà, bye bye.